Hello, chào mọi người nha. Hôm nay em đi tìm đá phong thủy nha. Tới đây em gặp được một hầm đá tím nha mọi người. Đây tím biến thể nha mọi người. Đây, em mới đào được mấy viên nha. Giờ em làm tiếp cho mọi người coi nha. Trong đá nhỏ mà đây được viên tím nha mọi người, đây đã tím nha mọi người, đây đã tím nó biến thể nha mọi người. Tím mọi người ơi. Rất đẹp nha mọi người. Cứng nha mọi người, khó làm. Video nó hơi dài nha mọi người, mong mọi người xem hết video nha. Nói chung là tới đá rồi nha mọi người, điều giờ lấy chưa được nha mọi người, giờ nó đang bị kẹt cứng dưới đây lấy chưa được.
đây là video thực tế em quay cho mọi người xem luôn, chứ em không cắt ghép cho mọi người, không cắt ghép một cái gì hết luôn. Đây là cái sái đá tím nha mọi người, đây là cái sái đá tím, nó báo là ở dưới có đá tím.